Tập 16 của bộ phim Đi giữa trời rực lửa đã lên sóng với nhiều tình tiết mới gây cấn. Sau khi trốn bố bắt xe xuống Hà Nội tìm Bu, Trái và nhóm bạn đã đến được bến xe Mỹ Đình. Cả nhóm ngơ ngác trước những tòa cao ốc chọc trời san sát nhau. Bạn Trái còn thốt lên rằng, trời ơi chúng to ngang quả đồi gần nhà tao. Ngay sau đó Trái đã gọi điện cho Bu để hỏi địa chỉ của cô. Bu bắt máy nhưng chưa để cho Trái nói câu nào đã thông báo, tao đến Hà Nội rồi. Và dập máy. Hành động của cô khiến Trải ngơ ngác không kịp phản ứng. Trong một diễn biến khác tại xóm trọ mới khi đang quét sân, Bu được Quỳnh Như điệu đà nhờ chụp cho vài tấm ảnh với con xe hầm hố của ai đó để trước sân nhà. Hai cô chưa kịp chụp xong thì chủ nhân của chiếc xe từ bên trong đi ra, mặt lạnh lùng không chào hỏi một câu lên xe đi mất. Bu bất ngờ nhận ra người này rất quen nhưng chưa nhớ ra được đây chính là anh chàng ăn trộm ngô mà lần trước cô đã gặp trên bảng, cũng từng hộ tống anh ta về để chủ ruộng ngô bắt đền, nhưng vì gặp Trải nên lỡ mất. Cũng trong tập 16, không hiểu vì lý do gì mà Trải và nhóm bạn bị nhốt vào đồn công an ngủ một đêm. Vừa ra khỏi đồn, bạn Trải hớn hở ngủ một đêm trong đồn tỉnh cả rượu. Cũng may là hôm qua không động chân động tay gì, không thì lại phải mời ông Chiểu xuống bảo lãnh anh em mới ra khỏi đây. Có thể thấy khác xa với Trải cho đến giờ đây, Bu đang đánh mất khá nhiều thiện cảm của khán giả. Ban đầu mọi người rất thích một cô gái người Dao lớn lên trên bản làng xa xôi nhưng lại rất mạnh mẽ, quyết liệt, học giỏi, chăm chỉ, khao khát được học cao hơn nữa để có công việc ổn định và giúp đỡ được người khác. Bu đặc biệt như thế nên Trải một lòng một dạ yêu thương cô cũng đúng. Nhưng chẳng ngờ càng ở những tập gần đây, điểm mạnh dần trở thành điểm yếu của cô. Bu mạnh mẽ này trở thành lạnh lùng phũ phàng, có phần coi thường tình cảm chân thành của Trải. Bu cá tính này bị bảo là vô ơn, khi được Trải giúp đỡ rất nhiều, thậm chí còn ép buộc Trải phải hỗ trợ nhưng chẳng bao giờ nói được một lời cảm ơn. Những tưởng Bu chỉ thờ ơ với mình Trải, không coi trọng những gì đối phương làm cho mình vì bao năm qua, cô đã quen với việc Trải luôn lẻo đẻo đi theo chiều ý cô bằng mọi giá. Nhưng hóa ra, Bu cũng không biết nói cảm ơn với người khác. Khi lên Hà Nội, Bu được bác Vinh xếp ở cùng phòng với hai đàn chị Như và Lê. Nghe tin Bu không còn tiền ăn uống do đã mang cho ông xe ôm có hoàn cảnh nghèo khổ nên Như vui vẻ dẫn cô đi ăn, theo cô em cùng phòng một bữa. Rõ ràng Như rất thân thiện vui vẻ nhưng Bu cũng không hề nói lời cảm ơn người chị cùng phòng. Chi tiết này khiến người xem lại bức xúc với Bu lần nữa vì không hiểu sao một cô gái cũng có học hành như Bu lại không biết những phép xã giao cơ bản nhất. Ngoài việc kiệm lời cảm ơn, Bu cũng bị nói là vô cảm. Tuy nhiên trên thực tế, sự vô tâm của Bu không phải là sự vô cảm mà là sự quyết tâm và dứt khoát của một cô gái trẻ đang đấu tranh cho tương lai của mình. Trong cuộc sống không phải lúc nào hành động đúng đắn cũng mang lại sự yêu mến và thấu hiểu từ người khác. Bu có thể đã làm tổn thương Trải nhưng đó là một phần của hành trình mà cô phải trải qua để khám phá bản thân và định hình tương lai của mình. Điều này không khiến cô trở thành một kẻ phản diện mà chỉ là một con người đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa thực sự của cuộc đời mình. Do đó, thay vì chỉ trích nữ chính trong Đi giữa trời rực rỡ một cách cực đoan, có lẽ chúng ta nên nhìn nhận cô như một biểu tượng của sự đấu tranh giữa ước mơ cá nhân và nghĩa vụ tình cảm. Bu không đáng bị ghét mà đáng được cảm thông và hiểu rõ hơn trong bối cảnh phức tạp mà cô đang đối mặt. Hành động của Bu dù không hoàn hảo nhưng là sự phản ánh chân thực của một người trẻ đang đi tìm con đường riêng cho mình, và đó là điều đáng được tôn trọng.